Mọi đồng tiền kỹ thuật số Libra đều được gắn với một tài sản trong thế giới thực, giúp Libra ổn định và ít biến động. Phí chuyển tiền quốc tế thấp và có thể thực hiện tới 1.000 giao dịch trong một giây đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều chuyên gia trên thế giới. Đây được đánh giá là đối thủ tiềm năng của Bitcoin khi đồng tiền kỹ thuật số phổ biến nhất thế giới này có một vài nhược điểm lớn như có biến động giá cực lớn hay phí giao dịch khá đắt đỏ mà tốc độ lại chậm. Tôi nghĩ Libra sẽ trở nên vô cùng cạnh tranh trên sân chơi tiền kỹ thuật số. Ưu điểm lớn nhất đó là Libra, là đồng tiền của Facebook. Việc này có thể giúp hàng tỷ người dễ dàng tiếp cận được đồng tiền này. Và đúng là như vậy. Theo tính của Mark Zuckerberg, hiện có khoảng 1 tỷ người không có tài khoản ngân hàng nhưng lại đang sở hữu một chiếc điện thoại thông minh. Người dùng có thể sử dụng Libra thông qua ví điện tử Calibra được tích hợp ứng dụng Messenger và WhatsApp của Facebook, giúp việc chuyển tiền trở nên đơn giản như gửi một tin nhắn hay một tấm ảnh. Trong tương lai, Facebook sẽ tích hợp thêm các dịch vụ tài chính khác như thanh toán hóa đơn, thanh toán bằng mã QR hay sử dụng Libra để trả tiền vé cho các dịch vụ công cộng. Libra được hậu thuẫn bởi Facebook và 27 tổ chức uy tín ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên khắp thế giới, giúp đồng tiền kỹ thuật số này đạt được sự tín nhiệm nhất định từ người dùng. Facebook cho biết họ hy vọng sẽ đạt được 100 thành viên sáng lập trước khi đồng Libra chính thức được ra mắt vào năm sau.